Trời ơi, con lửa lại nó nhìn nữa đây tỏ lắm mọi người. Không ở đây nữa luôn. Trọng ta. Chào tất cả mọi người nhá. Trưa nặng rồi mới quay chào tạm biệt mọi người được. Hôm nay chủ nhật hai cụ cháu lại đi cấu mọi người ạ. Cái chỗ này là một cái bao nước cái mọi người. Lúc này cấu cái bao chắc cái bao nước đây mọi người này. Nhưng mà đi hơi muộn đấy. Lúc này khoảng 9 giờ kém rồi mới lên đấy mọi người. Giờ đã hơn 11 giờ đấy, khoảng hơn 2 tiếng rồi mọi người. Cấu có một đoàn thôi mà được khá là nhiều mọi người ạ. Hòa này, lớn rất là to luôn đấy. Nhiều hơn cả hôm trước nữa. Có những cái khoảnh khắc những con lớn nó lên rất là đẹp mọi người ạ. Đấy. Lát nữa về mình chắc chắn mình sẽ cấn mọi người nhé. Hôm trước mình có cấn đấy, cái đợt hôm trước có cấn ở cấu ở trong cái áo đấy mọi người. Hôm trước có cấn nhưng mà do cái máy quay nó bị lỗi ấy, nó mất cái đoàn cấn đường 6 ấy, nhưng mà được 1 cân 7 mọi người ạ. Đấy, hôm nay ở đấy mình đoán chắc chắn phải được hơn 2 cân. Và có 2-3 con to hơn mấy con hôm trước mọi người. Mời mọi người cùng theo dõi đường 6 nhá. Bây giờ hai cụ cháu nghỉ một tí để về mọi người ạ. Đứng nhổ tôm củ lạc ở đấy mài bạt ngàn mọi người. Mài lạc mà bạt ngàn luôn đấy. Bến mốt để cho nó lên bến nữa. Ôi trời, còn đi được. Lấy nó mọi người, ta trời nó chết đói. Nó nằm dưới cái què đó mọi người. Cái què đó. Con nó khá đó. Quá lên tiểu. Đến kiểu chí mọi người. Hắn ăn ăn đánh khổ chứ không ăn đánh xuống, còn thường ăn gì nữa. Cũng được mọi người, cũng được mọi người. Ok, thấy được một đám nữa nha mọi người. Lúc nào được một đám nữa mà mình nha, mình quay được mọi người. Quay mà quên bật camera. Nhọn con này một xíu, cũng được. Mọi người nhìn này, bơ gáy thần thèn mọi người, nó đấm như cả tay đấy. Khó chúi lắm. Có cái háng ăn ở ngoài nè mọi người. Từ trong này đi ra. Đổ lấy nó rồi, luôn lấy nó thấy. Ui. Rồi, kéo liền. Lấy nó lên trụng môn thôi. Có lấy đạp mọi người ạ. Được. Sáng ra mình. Được. Em lấy được mọi người ạ. Em lấy đều đại. Em đại. Tóc nhỏ mọi người to. Loài ní là lớn bẹo. Bẹo lớn nhưng mà con này cũng không được vang lắm đâu. Không được vang lắm mọi người. Hẳn tuy cái vị trí sống của hắn đó đấy. Cái chỗ này mọi người này. Nào cái chỗ này. Ở đấy là cái bao nước ấy. Cả một cái vùng nước nó đồng lại ngoài bài sói mọi người ạ. Ngoài bài sống ấy. À, nó đồng lại. Trống thế này thôi nhưng mà xấu lắm mọi người ạ. Xấu lút người đấy. Thế nhưng ngày xưa đấy là cái dòng sống nó chảy đấy. Ôi, nước nó lấy mọi người ta. Nước nó ụt lấy. Ồ. Nước nó có xoay lên xoay xuống. Wow, lấy nó ra mọi người thấy nha. Thấy cái đầu ấn nha. Lấy nó thấy. Vâng, cái ôi, con này được xinh xắn nha. Lớn. Wow, hắn à. Ôi, rồi. Rồi đó, thăm rưỡi đó. Đi thăm rưỡi đó mọi người. Đi thăm rưỡi đó mọi người. Thăm rưỡi đó mọi người. Nặng rồi à? Chị rung tay rồi. Coi tay rung mọi người. Cái chỗ này đất cứng. Có cái cục đây. Mở cái đơ này ra đi. Để cho lười hưởng ra ngoài kia. Thôi hưởng cái lười ra ngoài, hưởng cái giày ra ngoài ngoài được. Đó. Khéo đó. Đang trọng hành cột rất nhiều mọi người ạ.
trong 2 ngày. Còn có rất là nhiều nữa. Trắng đây. Ô từ 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 từ. Mặc cái mặt cái que. Mặc cái que đó. Ồ đụng rồi. Máy nó. Cẩn thận rồi. Wow, có này được mọi người. Em tiếp theo nha mọi người. Được. Em hơi bị ngọt. Băng khe. Đây có cái háng mọi người này. Cách cái háng lúc này 1 mét. 3 mét 3 háng mọi người. Nó là lấy rồi đấy. Cái háng như cù cù. Ui ui ui. Chí đúa. Nó đang đụng háng à. Chào ôi, tạp. Tạp nhất lần mọi người. Ngày tên tạp tôi nghe là sướng này. Ồ, cái mỏ nó mọi người thấy, dư mới thấy cái mỏ hắn. Mang hai con rồi không? Ôi. Nó lùi cái mỏ lên nó. Ôi trời, tạo sướng cái lên. Thôi đó. Ôi, con rụng một phát. Ôi, nhìn nó to lắm. Cái này nhìn. Con rụng một phát nó xuống lốn nhá. Cũng khá khá năng năng mọi người ạ. Kéo khá khá đấy. Úi xời. Úi xời. Úi xời. Đóng chó xuống. Ở đây chó xuống này dè mà đi lắm. Hấp dưỡi đây mọi người. Wow to. Úi to này có lúc này luôn ạ. Ờ rồi. Này. Nhỏ mồm đẹp. Ôi trời. Mọi người thấy. Nhìn sướng chưa. Úi có cái to này có lúc này luôn ạ. Wow, phê 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 phê. Wow, con này phải được 3 lượng mọi người ạ. Wow. Úi trời ơi, đà quá. Đà quá, đà quá. Wow. Đấy mọi người. Hạn bơ cấu là đấy nha mọi người nha. Hạn lúc này đâu nha. Đấy con lúc này ở đây tìm mọi người này. Ê, dầm được một cái đứng đông tí. Hãy giữ con rồi nha. Một hãng tiếp theo là đó mọi người ạ. Cách nhau khoảng 1-3 mét mọi người. Chết được 3 mét luôn. Trời ơi. Đây có cái hàng nó rất là to. Ly á mọi người. Hàng nó rất là ly luôn á. Ôi. Ôi chà. Cái hàng này không là kẹo kiểu chi nha. Cái cấu kiểu rắn đấy chứ này. Lấy cái khổ lấy nó mau. Khi đổ cái tỏa xuống mới để rắn. Cái hàng này rất khó cấu mọi người ạ. Mấy cái que nó bắt ngang hàng luôn á. Nó lên mọi người. Ui rồi 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 rồi. Ăn đây mọi người. Ăn nó đấy. Ăn đây cô. Wow. Mày nó mới lên mọi người ạ. Wow. Ui dị ăn liệt cái đó. Cái con này giờ rất là khó mọi người này. Nó nằm trên một cái gốc cây đổ, cái thèn thèn, cái mây dưỡng đổ ấy mọi người ạ. Nó khá gần miệng đấy rồi nhưng mình nghĩ rất khó đấy mà. Cách năng nha. Bóc cái đấy, à đứng lâu 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 rán ở ấy. Rồi thì từ đâu, còn đây tổ. Cũng không to. Cái phạm miếng thế mọi người ạ, không cố kéo được con này ở đây này. Úi giời, giữa là một động rề cấy ạ, chỉ cần một cái rề. Động gái. À cái đầu của nó đây luôn này. Nhưng mà có cái rề này. Ôi. Ồ nó lên rồi, từ từ từ, được rồi, được rồi, được rồi. Nó lên rồi mọi người. Úi giời. Như rượu chứ đứng quận dưới rất là chặt ấy. Chưa bắt được hận. Rồi. Em tiếp theo nha mọi người. Em tiếp theo nha mọi người. Băng rôm luôn mọi người. Wow. Wow. Khiếp. Nó nằm giữa cái gốc cấy đấy. Gốc cây đổ ấy. Sờ kẹo không ra đấy. Tưởng nó to lắm nhá. Nhưng không được. Háng của nó ở bên này mọi người này. Nó đào đào sáng đến đấy mọi người này.
Đây có cái hàng mọi người, nó thẳm xuống dưới luôn ấy, những cái giếng ấy mọi người nhìn thấy không nhỉ? Đó, những cái giếng ấy mọi người. Nhưng mà mình cấu một lúc nó không ăn, cuối cùng mình thò lên cái hàng trên, có một cái hàng trên này mọi người này. Cái hàng trên này mọi người này, thì nó lại ăn rồi mọi người này. Nó lại nó nhục nhí rất là mạnh rồi. Để mình cấu cho mọi người xem nhá. Ui nó ăn rồi. Wow, nó ăn rồi, sảy rồi. Ăn xuống đến quay lại rồi nhỉ. Ừ, đúng rồi, đấy. Cái hàng rất khó cấu mọi người, nó vào xong rồi nó ăn xuống. Mình chuyển sang cái lưới giấy mọi người, chuyển sang cái lưới giấy đấy, lưới giấy để cho nó thả. Và bây giờ cái hàng gặp khúc quái mọi người, cái lưới giấy này thì nó hên xui hơn. Con này là khó nó ăn đấy mọi người, nó ăn đấy, nó ăn cái đâu nhà ngáy nhá. Con này nó ăn kiểu gì chứ? Nó rã đâu thế? Ui, nó lén cái lưới kia rồi. Ui giời. Con này ăn kiểu chí mọi người. Nó ăn kiểu chí mình này hiểu lắm. Con lớn hay ăn to, mình mới thấy cái đầu nó lén mọi người, ăn to lắm. Trời ơi. Không có lấy được cáo. Không lấy được cáo lắm. Đó. Ui, nó hút một cây. Trời ơi, nó tạp không được cả. Không, nó hút khốn lắm. Nó cù rồi. Hắn khốn nha, hắn nghiêng người một bên, hắn liệm một cây hắn nhà. Chồ hắn luôn mà. Khốn mức độ rồi cùng nữa. Ừ. Con lửa này nó ăn khốn rồi mọi người ạ. Mình chuyển sang cái môi môi rún đấy mà à, môi ốc bươu vàng mọi người ạ. Chuyển môi cho nó. Bởi vì môi kia nó biết là ăn sẽ bị mọc đấy mọi người. Cái gì này nè. Mình chuyển cái môi cho nó, nếu có con nhại hoặc là con ốc bươu vàng ấy thì mọi người thấy cho nó. Rồi đây mọi người, dịch rồi mọi người đây. Ủa cháu ơi. Ủa rồi. Ủa. Con này gọi là đổ mồ hôi sối nước mắt với hẳn đấy mọi người. Quay rồi. Trời ơi. Ủa mọi người này. Con này phải được khoảng 4 lượng mọi người ạ. Ủa cháu ơi. Ủa to cả mấy con mày hôn nữa đấy. Con to hơn không? To hơn như cái bườn chưa lắm. Ui ui ui. Đà, cho nó báo lại nhá mọi người. Wow, đã cũng bà, khỏe kì luôn nhá. Bằng cái con wow. Cái con bờ thả cáu cũng khốn như mà ừ. Ừ, nhưng mà con này to hơn. Ừ. Con to nhiều. Wow, đã mọi người ạ. Đã chứ. Ôi trời, nặng rồi. Nặng rồi. Hôm trước sau cậu thêm được một lan được nhiều nữa nhưng cái máy của mình nó bị lỗi từ đợt trước ấy mọi người. Thế nó mất hết toàn bộ cái dữ liệu của cái bờ cậu luôn. Bữa đó cũng được khoảng 2 cân đấy mọi người ạ. Hôm nay đây cũng phải được 2 cân đấy mọi người ạ. Wow. Bữa nay chắc chắn sẽ về ngoặc cân cho mọi người nhá. Đây có cái hàng mọi người này. Nó bỏ như cả một cái tổng hầm luôn. Mình không dám bởi bởi nó nha mọi người. Nó ngay đó luôn đấy. Nó bỏ ra một đường nó trống vắt luôn đấy. Đấy nó đi cho lươn lươn mà. Người ta đột một cái xung quanh xong rồi nó lòi ra. Mình vừa mà lại một cái đi thấy. Nước nó còn nhúc như rất là mạnh. Ôi, có được nhúc chích mọi người. Có được nhúc chích mọi người nhé. Có lớn mọi người ạ. Ủa, con rá nào mọi người thấy. Ủa, con lớn nào thấy. Mới nhúc chỉnh cái camera. Mọi người thấy nhá. Cũng to lắm mọi người ạ. Quá sướng quá này. Mình nhìn thấy nhá. Con đấy nó còn khớm mọi người ạ. Rá ở đây. Trời ơi. Lớn mọi người này. Mọi người thấy nhá. Nó rá. Để mình xóm lại cho mọi người xem này. Đó. Mọi người thấy chưa. Lớn nó. Lúc nào nó mới ra mọi người thật nha. Mình phóng to camera. Đó nó ra mọi người thấy. Wow. Chào ui. Ui. Wow. Nó ra mọi người thấy không. Đó cái đầu con này văng khớm mọi người ạ. Văng khớm luôn đấy. Wow. Cháu ấy nhìn thịt chứ đây. Nhìn thịt chứ. Wow. Trời ơi. Con này to văng có lẽ gần gần văng con lúc này. Tên ạ. Rồi quét được mắt con. Đó. Nhìn con rùa. Chứa ấy mới khéo một cái với nó là rá mọi người ạ. Nó hắn ở đây. Ui, tụt vào, mới chào mà nó tụt vào. Có luôn nha mọi người. Ui, ua, chào cụ tạp. Nhưng không biết thăm trái nằm giữa đâu mọi người, nó xoáy một cái. Ui, nó dính giấy mọi người này. Có sợi giấy này, ôi rồi.
Con thứ hai, cái con lúc này có một tí, cái con lúc này có một xíu thôi mọi người ạ, con lúc này đấy này, có một xíu đấy mọi người ạ, trời ơi, bự mọi người ạ, con này cũng gần gần nhỏ hơn con lúc này một tí thôi, quá sướng, to cái trọc lên luôn đấy, chưa cái phân chỉ luôn, quá con lớn mọi người đấy. Ôi cái gì đó, lên tập cái gì đó. Quá cháu ơi. Mình vừa mới tho thì cái lười xuống một cái thì thấy nó dung như mình lôi lười ra ngay để cắm mấy quái mọi người. Trời ơi con lớn lấy nó nhìn nữa này to lắm mọi người. Quá cháu ơi, lấy tới này bơ đi. Trời ơi. Chí chín hẳn rồi này. Ngay biết được mọi người. Wow. À thì để mình cầu nó mọi người nhá. Trời. Nó xuống thật đó. Con lớn đến hẳn chí chỉ luôn, tự nhiên mình mới bỏ vào một cái thì thấy nó un un nước lên. Nước đục ấy, nước đục cảm giác trong háng nó đã mình lôi ra ngay. Con lớn to nó hụt lên hụt xuống như cái xà lạnh ấy mọi người. Nó lên rồi đó mọi người. Nó lên rồi. Ui. Sao vậy? Nó lề ra rồi ạ. Con này nó khá là khốn đấy. Ừ. À, dư cựng thế này, chỉnh nữa đó mọi người. Nhưng mà không biết à. Làm nào này. Không, nó lề đây rồi. Wow, con này. Wow. À, đồ môi thôi đang mát đấy mọi người ạ. Con tiếp theo. À, ba con cái nhau khoảng 5 mét mọi người ạ. Con này không mang con đâu á. Wow, kẻ những con lươn mồ hôi chảy mấy ra mọi người, nặng trời cũng nặng làm như yếu yếu á, bèo vang luôn á. Wow. Ui, giờ rõ rồi đấy nè. À, cho nó vào mình nhá mọi người. Ồ, tụi như đó tụi 10 gáng này. Nặng lắm mọi người, hơn 2 cân chắc chắn rồi, khoảng 2 cân rưỡi đó đấy. Nó chẳng không biết được chứ. Thôi. Ui dạ, cáo, hai cân đấy mọi người. Cáo sượng là được. Lắm. Một cái bọc ọt lắm á. Môi trái mấy ra cái hết mắt á. Mũ này đúng là cái bộ muốn chơi đây. Tí. Ừ. Này có mấy con lớn ở đây á, mà người chỉ có đoàn đồn đấy lại để đợi cái gốc cấy rồi thế mọi người ạ. Chỉ khoảng 25-30 mét thôi mọi người, mà được chân đỏ luôn đấy. Rồi, thử cắn thử xem nào. Chuẩn là có chuẩn cắn đấy nhá mọi người. Thử cắn xem được bao nhiêu. Mình dự đoán nó được 2 lô 2, cô dự đoán được 1 cân 8. Báo khô rõng luôn đó mọi người. Wow. Được 1 cân, gần 2 cân mọi người, được 1 khoảng được 1 cân 9 đó, dư đồ đó. Ừ, cắn cái bi đó đưa lên đây, ở đây. Để đồ lên ra xong đây cắn cái bi nha mọi người. Khoảng được 1 cân 9 mọi người, mình nghĩ chắc thì được hơn 2 cân. Wow, có con mọi người. Trời ơi. Quá cháu ơi. Quá cháu ơi. Hắt ra mọi người. Trời ơi. Rồi, cô cắn cái bi xem. Mấy cái bi mấy? Thì bi mất một lường của một lường các bạn ạ. Bi mất một lường nhá. Đúng ý cầu rồi. Mà cất đạm mọi người ạ. Trời ơi, này. Không biết không nhớ được mấy con rồi mọi người ạ. Một con này. Ừ, một con này. 2 con. 3 con. 4 con. 5 con. 6 con to hề. 6 con đã to nhất mọi người ạ. 7 con, 8 con, 9 con, 10 con, 14 con nữa, được 14 con mọi người, và một chầu luôn, sượng mọi người, phế luôn đấy. Như vậy là tổng cả được chó nó khoảng 1 cân 8 mọi người, cho thoải mái, 1 cân 8, 14 con mà trong đó có 6 con to mọi người, và chỉ khoảng hơn 2 tiếng thôi. Đà mọi người ạ, gặp trúng cái chỗ cấu sượng thật á. Cấu sượng chi luôn.